Dạ em xin chào tất cả quý con đã quay lại với kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ nhé. Dạ thì tiếp tục hôm nay thì em lên một số cái mặt hàng phụ tùng nè. Thì để bà con mình có nhu cầu sử dụng thì cứ alo ngay cho em hết. Thì với thành công của những cái dây cước của Mitsuyama, em về lô trước cũng cả 100 cuộn mà hết rồi con. Thì nay tiếp tục về một lô đó ha. Thì cũng như vậy bà con, em chỉ quay lại cho bà con mình ai mà chưa từng xem những clip của Thành Thịnh thì tham khảo lại nha. Còn ai xem rồi thì chắc cũng biết những cái dòng này quá quen thuộc rồi. Thì dây cước hiện tại bên em nó có hai dòng ấy, một là răng cưa và vuông này, răng cưa như thế này và vuông như thế này, và một cuộn như thế này là 150 m nha. Tất cả những cái dòng cước Mitsuyama bên em là 150 m. Thì nó có bốn dạng là 3,5 ly và 4 ly vuông và răng ha. Thì em xin nhắc lại nha, thì cái dòng Mitsuyama mà 3,5 ly răng cưa như thế này á, là 450 ngàn, còn 4 ly là 550 ngàn, còn vuông á 3,5 ly là 350 ngàn, còn 4 ly như thế này á, là 450 ngàn nha. Và đặc biệt là những cái dòng cước mà 150 mét như thế này á, thì em sẽ bao ship toàn quốc cho quý bà con luôn. Thì bà con mình chỉ việc là nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán đúng cái giá trị tiền đó và không bao gồm phí cước nha. Tại vì cước em đã bao ship rồi, nó 150 mét. Nó có 4 loại nha. Đây, cái loại này là răng cưa rồi bà con. Răng cưa ha. Còn cái loại này là loại vuông nè. Nó ghi nè. Square là vuông ha, con này là răng cưa, tiếp là răng nè. Đó thì răng nó có hai loại, 3,5 ly và 4 ly. Vuông cũng vậy, 3,5 ly và 4 ly ha. Đây, cái này là 4 ly nè, này 3,5 ly nè, để em cắt mấy thùng này mà coi xem. Thùng này nó là 8 cuộn ha, bà con mà có nhu cầu lấy nguyên thùng vẫn có ha. Anh em thợ mà lấy nhu cầu lấy sỉ thì cứ alo xem nha. Này 3,5 ly nè, 3,5 ly răng cưa thì là 450 ngàn nha, bao ship. Còn 4 ly răng cưa là 550 ngàn bao ship. Còn phần vuông thì nó sẽ rẻ hơn con. Phần vuông thì 3,5 ly nó là 350 ngàn, còn 4 ly là 450 ngàn ha. Đó thì hôm nay có một cái số cái phụ tùng độc lạ nè. Cũng không độc lạ gì, nói chung là một tùng hỗn bổ ích á. Thì bà con mình sử dụng ở nhà ha. Đây là những cái bình mà để mình bơm nhớt á. Mình bơm vô những cái máy móc của mình á, đến từ thương hiệu Kabushi Nhật nha. Kabushi của Nhật. Bà con mình có sử dụng hay sửa chữa tại nhà thì mua cái này gì rất là tiện. Hay là vô nhớt xe hay là những cái máy móc của mình ở những cái chỗ hóc chỗ hẻm á, mình bơm nó có áp lực nó đẩy ha. Nói chung là khá là tiện để cho bà con mình sửa chữa tại nhà cũng như là Gỡ luôn mà cha. gỡ được con ha. Sửa chữa tại nhà cũng như là tập thành sửa chữa bà con. Dạ rồi, em xin cảm ơn ha. Thì em cũng quay lại thôi với những cái mặt hàng như thế này thôi bà con. Thì bà con mình ai đã từng xem rồi thì lướt qua cũng được ha. Còn ai chưa biết thì cứ hãy tham khảo lại giúp em ha. Thì bà con mình thấy những cái kênh YouTube Thành Thịnh đưa lên những cái video nói về những con máy nhận phụ tùng á, bà con thấy có hay có hữu ích á, thì có thể giúp em một like ha. Để em làm động lực để phát triển hơn ha. Để ra nhiều clip hơn nữa để bà con mình có thể tham khảo. Dạ rồi, em xin cảm ơn ha. Chúc mọi người buổi tối tốt lành ạ. Dạ em xin chào nhé. Cửa hàng Thành Thịnh Đông Cơ xin kính chào quý khách. Tự hào được biết đến là đơn vị uy tín với nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi chuyên sửa chữa, mua bán, trao đổi phụ tùng và máy móc nông nghiệp như đầu xịt thuốc, dây hơi, máy xăng, máy cưa, máy cắt cỏ, bình xịt điện, bình xịt máy. Với phương châm uy tín, chất lượng, nâng tầm thương hiệu cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo, Thành Thịnh cam kết mang tới cho quý khách hàng sản phẩm chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh, bảo hành dài hạn. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ qua hotline 0858 335 778, địa chỉ Mỹ Điền, Mỹ Long, Cai Lậy, Tiền Giang. Thành Thịnh Nông Cơ, một uy tín triệu niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn.